Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại nhà thờ giáo sư Hữu Tiệm. Giáo sư Hữu Tiệm trước ngày gọi là họ Hữu Tiệm, thuộc về giáo sư Đền Thánh Cao Mại. Nhưng lâu nay lên giáo sư. Mời các bạn đi tham quan ngôi thánh đường cũng như là dịp lễ đại lễ Chúa Giáng Sinh. Cuối nhà thờ đã có một hang đá và nhà thờ đang được sơn lại bên ngoài. Mời các bạn đi tham quan khu khuôn viên nhà thờ đang được trùng tu lại. Và đây có một hang đá đang chuẩn bị làm tiếp vào hang đá. Có ngôi nhà chung rất là đẹp. Vâng ạ, chào các ông thợ ạ. Đang trùng tu lại nhà thờ các bạn nhé. Khu vực đầu nhà thờ đã sơn được một phần móng rồi các bạn nhé. Bên này đang thợ đang làm. Thank you.
linh đài La Vang rất là lớn các bạn nhé. Ba cây La Vang rất là to. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn. Chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.